chút nữa có bắt tám nữa. Cái nhà hồi xưa mà anh với thằng Sơn là lúc còn đi học lên đi chơi là nằm ở giữa đồng hồ á. Ừ, giờ lên trên. Rồi còn cái nhà này giờ ở sát đồng hồ, giờ nó ngập vậy nè, phải xây nhà mới. Cười. Cười vô cười người ta nhà nước là làm gì đó, giờ đất bên kia đó, đất bên kia, Đó. đất bên này vậy. Giờ nó bị chia đôi ra một bên nữa. Đó như đó, bên đó là vẫn đất nhà đó, đó, đất này là đất của Kiểu y như nhà Sơn, người ta đi làm thủy lợi xong tách hai hai miếng đó. chia làm hai á. Khổ tách sổ đúng Ừ. không? Chỗ này câu cá ngồi nhậu cũng sướng lắm, đi không xuống được thôi. Cái chỗ này ở nhà mình bơi ngon luôn ấy. Làm sạch cái đường cái đìa Ừ. đó ha. Cái cầu Sen cống súng đó. nè, sen súng nè. Bên kia thấy đặt lợp cũng đặt. Ừ. Ừ. Phải đi rồi ghé cái này kia chơi từ từ mà. Thằng Sơn hẹn 5 giờ chứ lên thì còn ăn sáng rồi, này kia nó còn chưa dậy nữa rồi khổ. Ừ đúng rồi, kêu mà hai chồng kêu không được rồi, má thằng Sơn điện cũng không được luôn rồi. Hai chồng nó kỹ lắm, tối là tắt điện thoại, không có làm phiền. Chôm này chưa chín Chôm chôm chưa chín, sầu riêng quá trời luôn em mà không biết có thế nào được không, không biết thế nào nó xu về được. Ồ, chôm chôm này. Mấy cây được đặt ngang trái luôn. Còn chôm Chôm trái xanh không? chôm xanh không mà chưa chín. Thằng Sơn nó mới hái được mấy ký bơ à. Đây, ở trên này đất tốt mà thả hột xuống lên ra trái liền à. Ừ. Nước sẵn luôn. Để thôi coi mấy đứa nhỏ đi nha. Đầu tư miếng dưới này. Giờ thấy tụi nó cũng lên đây nó đầu tư đất nhiều lắm. Cái này rẻ mà, thấy nó Đất bán này ở dưỡng già thôi chứ ở đâu có dưỡng làm ăn già gì chứ đâu. trời. Làm vườn hoặc còn là ví dụ làm trang trại gì đó. Ừ. Trang trại trên này thì ngon, giờ có tiền làm mấy phân khu này trang trại được, nước nôi đồ có sẵn rồi. Đóng thuyền đóng bè đi ha, giăng Ừ. lưới giăng câu rồi đã. Ở đây thì nó đâu có đến nỗi mà Miền lũ Campuchia lụt đâu. nữa. Ừ. Anh Quốc khen, đất của Bắc nằm ngay cái bờ anh em, không có miếng cỏ nữa. Bà làm sạch Trời sẽ, ghê luôn. kỹ lắm. Chứ đó đất bên cậu anh em, cỏ giả đó bên kia. Đó có cái vườn của bả, đó cái vườn của bả anh nhìn anh thấy liền, anh biết liền luôn ha. Ừ. Nó sạch cũng không có miếng cỏ nữa. Đó, từ đây đất đất này của dì Tám nè. Có Dì một Út khi người ta có thù với cỏ như ông như nè. kia đó, ông Phượng với kia ổng là người rảnh ổng ngồi cứ cỏ là ông nhổ sạch Ừ. xanh xanh, nói trời ôm năm tốn mấy cái nhíp, hỏi nhíp làm gì, nhíp nhổ cỏ chứ nhổ mà nhổ không có còn cọng cỏ nữa mà nhổ bằng nhíp chứ nhổ bằng gì. Ở con mình á cứ buồn buồn ra giường cứ ngồi lật 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 là tập thể dục Ở bên đó cá có cuộn lên đó, cá quá trời luôn nè. À, Cá đó lớn à. này lớn này cũng lâu lắm rồi ha, sao hả làm rồi cũng lâu lắm Ừ, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, ngay chắc cũng 5 6 năm rồi đó. bởi vì nước cũng đã. Ừ. Nước này nó riêu hết rồi Có nhà có đồ điện đi nè. bỏ vậy Ừ. đi Giờ nó điện luôn chưa đó. luôn đó, hồi nhà Bắc Năm đây, nhà cậu là ngay ngay chỗ ngay nó ngay giữa luôn á, ngay giữa cái đó, hồi xưa mình xuống nhớ không, xuống Ừ, cái đúng dốc rồi vậy mình nè. xuống Ờ, xuống tới cái thì dốc xuống nằm nhà ngay cái chủng á đó. Giờ nằm ngay giữa kỳ đó, đi chắc nay cũng gần 20 năm rồi, gì à. nữa mười mười mấy 20 năm rồi. Sao khi nào về dưới đây nghỉ dưỡng nhớ báo anh về luôn nha. Đó bên đó cái đập á, cái đập nó ngăn lại ngay đó, cái đập nước đó. Chắc là hệ điện bên đó hay hay làm gì Thủy không biết. lợi này, thủy lợi Ừ. thủy lợi thủy lợi mà nó nói đó cũng là thủy điện luôn, mà thủy điện để em lấy điện cũng nó thủy lợi này nhưng mà dẫn nước vô đập thủy điện điện đó. Y như kênh kênh Phước Hòa đó là thủy lợi đó, kênh À. kênh ngay nhà Sơn đó Đúng là rồi, cũng là thủy lợi nhưng mà nó dẫn vô dầu dẫn tiếng để làm vô đúng rồi. thủy Ừ. điện. Nó vừa cung cấp nước cho khu mấy khu nó tưới tiêu Vừa làm điện. công hay có chuyện Sơn xuống này phóng xuống cái bác lên đây lập vườn đi bác, anh Sơn lên lập vườn kìa. Được đó bố, thấy đất trên đây nó trồng ngon hơn cái đất dưới mình. Ngon hơn trên này, đất thì ngon hơn rồi, đất này đất đỏ Ba Giang gian ngon nè. tuyệt Ủa, nhìn vời. mấy cái hồ cá này À, đất mà ngay chỗ xiền mà luôn ở Đồng Nai cũng vậy luôn á bố, đất đất giống vậy nè bố, nó về dưới chỗ mà nhà bà dì con á, dưới Long Khánh á, đúng rồi, đất đó đi là trồng trái cây xuống trên đó, dưới là trái cây. chàng. Ừ, sầu riêng sầu đồ thế trời nó Đất ra đỏ lừ đó. Trái cây đây tốt lắm,
cây gì trồng cũng tốt. Cao su, cao su trên này vẫn mua, họ mua giá vẫn cao hơn, nhưng mà này cái độ trưởng nó cao phòng con hơn. Là nó đầu tư trang ví dụ mình ở dưới 400 trên này 400 được, tại vì cùng một lít nữa, cùng một lít nhưng mà độ trên này nó cao hơn, độ cao hơn đúng tại cái trên này đất nó tốt. Bây giờ nó để chứ không phải là họ mua giá cao nhưng mà cái độ nó cao. Trồng ở trong đó rồi nó cho ta giống như là không lấy thì để giữ đất cho họ, giữ đất cho nó. Mà ông về vừa rồi ông về thấy đất tốt quá, tính chụp hình cho bố đi coi gần gần. À, chưa tới Long Khánh. Nó tới là Xuân Lộc à. Nằm trên quốc lộ 1 luôn bố. Chưa tới Long Khánh. Mà đất đó nó cũng theo trong đất này nè. Ừ, tốt lắm. Rau riết rồi mà nó mỗi lần nó về nó trồng, nó mang rau củ quả mấy chỗ mà họ có đất rồi sướng hết, trồng đâu có thuê mướn gì đâu, nó cho mang xe nó chở về mang lên phòng rồi máy đi câu rồi nó xuồng ra rèo giữa hồ. Trước thấy có gắn cái máy mà sao nghe kháo này, này để chèo thôi à, chèo chơi thôi chứ ghê. À cái xuồng ổng mới sắm bên kia kìa, chuồng này để bên đây. Đó đó, ông rải qua rẫy rồi phải không? Ừ đó, qua rẫy rồi kìa, đó cái xuồng màu xanh xanh đó. Đó. Nay chắc chơi cái xuồng mới à. Cái xuồng này có chiếc chèo kìa. Chèo này quay vòng quay tới sáng luôn á. Đó, mình ngồi trên cái này biết chèo mới được. Biết chèo kìa chứ không biết chèo nó quay. Chèo qua chèo lại về nghỉ dưỡng liền. Về nghỉ dưỡng anh đủ năm 20 năm rồi, hiểu được rồi. Thì không nếu mà khu dưỡng dạng này ở bây giờ, hồi xưa thì sợ chứ giờ đường xá điện đụng tới nơi rồi, đâu có phải như trước mà giá rẻ đâu. Rồi đúng rồi, đường làm tép tốt quá. Rồi đi hồi xưa đi đường xây nha, hồi xưa sơn đi đường đất đải đá giống như đây nè. Trời ơi đi về mệt lắm. Nó đi lên đi ngang ngán lắm, đường đất đỏ mà mùa nắng đỡ mùa mưa nó sình, nó dính bánh xe rồi trời ơi trời. Khổ lắm. Bây giờ đường không nhựa vô tới đây luôn mà khỏe ru. Chưa mình đi đường đất đỏ không nhớ mày. Đó, cầu su của cậu bên đó cũng còn mớ đó. Của cậu bên đây, của dì Út bên đây, bắt nằm này. Nhà này của dì Tám. Nằm tiêu hả? Hả? Trồng tiêu hả? Trồng gì? Trồng tiêu chứ. Tiêu. Ừ, mất năm trồng tiêu không đó. Phá cao su rồi trồng tiêu. Có phơi tiêu trước kìa. Tiêu quá kìa. Ở bên đó cũng có đường vô á. Cái đường. Mà đi nhánh bên kia hả? Ừ, đi nhánh bên kia chứ giống như cái đường mình đây nè. Đó, mà đi ở trên. Vô. Ở đây mùa nắng là cũng nẻ đầu á. Đây nắng dữ lắm mà lạnh dữ lắm luôn. Ừ lạnh nứt da luôn á. Ờ đây cũng lạnh dữ lắm á. Miền nó trong lành. Ừ. Nay là thấy trời đẹp nè. Nay trời này không nóng không lạnh. vừa đủ mát à. Đó nay xây nhà quá trời nè đó. Nhà. Rồi xây này là xây nhà yến nè. Ờ. Nhà yến rồi xây sát. Khu này đâu có quản lý cho phép xây nhà yến mà trong thành phố đâu cho. Ở đây là dạ. thoải mái. Nó trồng gì đó xây gì lên nhiều khi tụi nó cũng không biết. Rộng quá. Quản lý sao chặt. Đúng rồi. Đây đất nông nghiệp mà ai cho xây có chừng nào. Đây đây chỗ đỏ không à, đâu có chỗ hồng. Đất nông nghiệp. Đổi chỗ hồng cũng được nhưng mà điều nó tốn tiền. Không có giấy phép xây dựng tại vì đúng là không có thổ cư, không có gì hết. Mà xây cái chòi chiết thì được thôi chứ. Xây kiên cố như đó rồi. Kéo nó vô giờ chắc ở trên này chắc kéo nó vô nhậu một bữa để cho ra. Dạ. Đúng rồi đó. Nó quen nó nên kêu xin giấy phép nó xin khi mày xây đi được. Chừng nào tôi lên tao phạt là xong. Chứ giờ xin giấy phép nó không cấp. Để xin là phải đủ chuyển, này kia đâu chuyển, kia. Chuyển đổi mục đích này kia nọ lên cái rồi kêu nó xây cái nó lên xây mày xây đã đi tao giờ mới lên. Bữa nào cái năm rồi đếm dỗ giết rồi mời tao một tiếng là được rồi. Xây ở nó nói xây ở thì được, mai mốt bán thì hoặc là nhà nước có lấy đất thì không có đền nhanh cái nhà đâu. Cái đó là sau này chứ còn bây giờ anh xây đi cứ xây ra tôi phạt. Quen nó kêu xây đi tôi phạt, cái này cũng xin nó có được đâu mà xin. Phạt lấy giá thấp nhất phạt cho mày. Xong đi nhậu rồi sao?
nhà không có nhà ở. Xa vậy thôi. Không cho giờ nhà tôi hết nhà rồi, nhà không có nhà ở mà ông cho xây nữa tôi ở đâu? Vẫn cho, vẫn cho nhưng mà xây dạng nhà cấp 4 thôi chứ. Nhỏ thôi chứ không xây lầu. Này mà lên có khoảng nửa tháng nữa là chôm chôm lại ha. Ừ. Tự nhiên có rồi đó mà sáng chắc rụng chắc đi lụm máy á này. Bây giờ sạch nó mua mua lại cũng được. Sạch mà với lại không có thuốc men gì nó sướng ở chỗ đó. Ở đây là mình biết vườn về là ăn không có thuốc chứ sầu riêng ra ngoài là thuốc không á. Nhúng. Nó già già trên cây là nó đã hái rồi xong rồi nó đem nhúng. Chứ đâu có phải để mà rụng như mình đâu. Mình là phải rụng là mình bán vườn. Còn cái này là nó già lên già nó nhúng là chín. Cái vườn này là ông không có mê cá. Cá là ông không có ấy. Ông không có làm. Chỉ có cái thằng Định con của Bác Thọ. Thằng đó mới đi săn cá đó. Cá dữ lắm. Sao lại mấy cái con thú rừng à, à, à. Anh Định săn Định. Thích mê. Cá mà câu cho gì con mèo gì cuối cùng mèo rừng gì cuối cùng thôi. Cầm câu. Lặn luôn à. Lặn luôn. Chứ mà con lặn lâu lắm. Mấy phút á. Nó mới lên nó kiếm lên đi chứ nó bơi dưới nền cá dưới mà. Đó, nó lên kìa. Ừ. Lấy hơi lặn tiếp, vừa đựng cá nào lấy hơi lặn tiếp. Điện thoại lấy nét không được. Chấm dạ. Vô chấm vô. Mày mày zoom lên rồi lấy nét thôi. Ừ. Lặng lâu quá. Yeah. Đó, lên đây kìa. Con này ha, bay cũng được, bơi cũng được, lặn cũng được, đi bộ lên bờ cũng được nữa. Đủ hết luôn á. Này con gì? Con giống còng cọc hay con gì? Mình không biết nó phải không? Cá nó móng móng nào nó lấy bị cà bá. Ngay chỗ này còn cái bờ nha, ra ngay đó là sâu lắm luôn á, ngay chỗ này là phải 20 mét có, ngay chỗ này nè, tức là ngay chỗ này là còn cái bờ nè, nhưng mà chỗ nhà Bác Năm là đi dốc xuống vậy luôn nè, đó, à, anh đi ra ngay chỗ ngay chỗ đó đó là phải 20 mét nó có, sâu, ừ, đó. Chưa là cái vườn trái cây ở đây. Chôm chôm đồ quá trời đây nè. Nhà nước lấy kiểu này đâu đền nhiều đâu. Đất nông nghiệp nữa. Rồi cũng lấy đất mà là được một cái hồ cũng vừa có cá vừa có đầy đủ vậy sướng lên người rồi. Ừ. Đặt lưới nữa đừng kêu rồi. Ở đây thì chắc là không sợ chết đói rồi đó. Cá có rồi đây cá rồi này kia. Bây giờ tốn mình kiếm gạo thôi. Ở đây lên trên người đó người kia đó. Trồng phải mì không biết nữa. Ta lên này nè, nãy cái đường nó chạy thẳng vô chút nữa. Nãy thay vì quẹo phải không? Vậy đây mình chạy thẳng lên chút nữa là quẹo bên kia là họ trồng trong cao su non này, họ trồng lúa rẫy á, lúa cà, lúa rẫy. Trời ngon ghê, lần nào lên bà già với mấy bà với bà Thành đồ dưới chợ đó, bà cũng mua đi xe 4 người, 5 người mà làm 200 kg, 300 kg gạo đem về, chia người 5 kg, 10 kg. Gạo giống gạo cũng chia. Dạ đúng rồi, gạo miếng á, kêu mà gạo miếng á. Đó là gạo rẫy là nó trồng cạn á. Hồi nữa Bác Tám cũng kéo lên như bây giờ này, đảm bảo Bác Tám lần nào lên bác cũng kêu mua gạo á, mua gạo mang về dưới ăn á. Đúng rồi, gạo đó ăn ngon lắm. Ừ. Với lại mướp rẫy nè anh. Mướp rẫy ăn nó ngọt lắm. Cái nó nhỏ bằng ngón tay vậy mà. Cái bà ở trên ở dưới Lê Quyên đó, em từ hồi đó từng nào em cũng chở lên đi chăm cứu á. Cứ một lên đi chăm kêu không chủ yếu mà lên chủ yếu mua gạo. Mua gạo mua này kia. Yeah.
giờ tiếng tranh gì nữa. Bây giờ nó phóng khỏi tiễn tới nơi luôn. Đâu đâu nó ngồi chỗ bấm nút là xong rồi, muốn đánh là tôi bấm nút là xong rồi, không đánh thôi. Nó thường nó đánh vào chỗ khu dân cư, khu thành phố rồi chứ đâu quýnh mấy vùng.